Mình có thấy không ta? Rồi rồi được rồi đó nè, thấy rồi. Dạ, hồi nãy em chia sẻ bằng bên đây dễ thấy hơn. Rồi, cô thấy chưa cô? Rồi đạt ơi, được rồi đó. Có rồi. Dạ, thì dạ em chia sẻ xe cream dễ hơn cô. Thì thưa cô em tiếp tục, thì ở đây mình sẽ thấy cái vùng nó có cái đĩa sụn tăng trưởng, màu xanh xanh. Thì người ta sẽ lấy cái móc đĩa sụn tăng trưởng này để người ta chia cái phân vùng giải giải phẫu bệnh theo cái vùng xương, theo kiểu giải phẫu bệnh. Thì mình sẽ thấy cái chữ là cái đĩa sụn tăng trưởng đó, thì nó có cái tên khác đó là chữ physics, cái tiếp đồng ngữ phía sau đó. Thì nếu như mà cái phần nào mà nó mất cái con cỏ đó, thì cái phần nào mà ở cái AP physics, AP có nghĩa là phía đầu, thì nó là cái ở phía bên trên của cái đĩa sụn tiếp hợp, đĩa sụn tăng trưởng thì mình gọi là đầu xương. Cái chữ mình nhìn tiếp theo cái chữ dia, dia physics, dia có nghĩa rằng là nối, thì con dia physics có nghĩa là nối giữa hai cái sụn tăng trưởng với nhau, thì mình dịch ra là thân xương. Còn cái vùng chuyển tiếp từ đầu xương qua tới vùng chuyển tiếp từ đầu xương qua tới thân xương, thì từ cái đầu xương tới thân xương thì có một cái vùng nó le ra, nó rất là rộng ra. Như thế ở đây ta gọi là cái vùng metaphysics. Thì cái vùng metaphysics này nó chứng minh được là cái ngay chỗ mà chủ yếu là phát triển của cái theo kiểu tạo xương trên gián tiếp, tạo xương trên mẫu hình sụn như hồi nãy mình trình bày. Thì do đó cái vùng này nó sẽ là cái vùng phát triển mạnh nhất. Và người ta nói rằng cái vùng nào nó phát triển mạnh nhất thì nó thường nó sẽ dễ sinh u. Thì mình qua đây mình sẽ thấy rằng tuy nhiên ở nó sẽ có cái sự phát triển của cái đĩa sụn tăng trưởng, nó sẽ không giống nhau ở tất cả cái chỗ mà cái trung tâm tăng trưởng của xương. Thì mình thấy mình nhìn đây thì mình sẽ thấy ở cái vùng gối nó sẽ có là 70% cái xương dài ở ở chi nó sẽ tăng trưởng cái vùng gối. Thì vùng gối này mình sẽ thấy đầu dưới xương đùi, thì thực ra là nó là đầu thân xương dưới xương đùi và đầu trên xương chày. À, các bạn nhìn thấy con trỏ lại không ạ? Thấy không? Thấy Có con trỏ rồi. rồi rồi thì còn xương cánh tay á, thì nó chủ yếu là đầu trên xương cánh tay. Thì như thế á, thì cái vùng mà tăng trưởng mạnh của xương thì nó sẽ nằm như cái hình mà mình chỉ. Thì vậy tương ứng á, thì mình thấy người ta nói rằng cái vùng nào mà nó càng tăng trưởng mạnh thì nó càng dễ xáo trộn và nó càng dễ sinh ra vú. Thì ở đây là trên một cái thống kê trên 2001 bệnh nhân sạch cơm tạo xương, thì mình thấy cái tuổi tăng trưởng là thường là nó nằm ở cái tuổi tăng trưởng mạnh của cái bộ xương. Và thứ hai nữa là vùng gối nó sẽ chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong 2001 ca này. Thì như thế thì nó sẽ có một cái câu thần chú là gần gối xa trĩ, nghĩa là nếu mà u thì nó sẽ thường đối với xương dài nó sẽ thường nó nằm ở vùng gần gối, là đầu trên xương chày và đầu dưới xương đùi, cũng như là nếu mà ở cánh tay nó sẽ nằm ở đầu trên xương cánh tay. Thì về cái chất căn bản xương đó, thì mình sẽ thấy nó gồm có collagen tiếp 1 và cái muối canxi này. Muối canxi đây là một cái thành phần quan trọng để cho xương nó cứng và nó cứng chắc. Thì nó cũng sẽ là một cái khó khăn cho mình khi mà mình tiến hành mà mình xử lý bệnh phẩm về xương. Thì sự phân bố collagen ở trên đây như trên đây. Nếu có dịp khác thì mình sẽ nói về một cái bệnh lý về nó do rối loạn collagen nó gây ra những cái bệnh lý về xương. Thì tiếp theo mình sẽ tới mình nói tới xương thì mình sẽ phải nói tới cái ông Clopton Harvard Harvey. Thì ông mô tả cái hệ Harvey năm 1691. Thì mấy thế kỷ sau thì cũng có một cái ông cũng mô tả này, thì mình đố mấy bạn là ông nào á. Thì đây là một cái bức tranh Lani Etoile, là của ông Van Gogh. Ông vẽ ở cái nhà thương điên lúc ông ở trong nhà thương điên ở bên Pháp á. Thì ông nhìn cái bầu trời là bức bức tranh là bầu trời sao đêm
thì nó sẽ có những cái cấu trúc nó cuộn như thế này, cuộn như thế này thì nó làm cho mình liên tưởng tới đó là một cái cấu trúc của ở vùng xương vỏ, nó sẽ là một cái đơn vị xương hay là người ta gọi là osteon, thì nó gồm có những cái cấu trúc, những cái phiến xương đồng tâm, phiến xương đồng tâm và nó đi xung quanh, nó ở giữa nó sẽ là một cái kênh gồm có mạch máu thần kinh rồi mạch lympho vân vân, nó là kênh dọc là kênh chính và kênh ngang là kênh von Mann, là các kênh phụ để nó nối với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái màng xương, thì nó sẽ có cái màng ngoài xương. Thì màng ngoài xương ở đây mình nhìn thấy một cái hình ảnh rất là rõ, là mình nhìn ở đây cái màu đỏ đỏ ở đây là cái vùng xương vỏ. Xương vỏ thì nó gắn chặt ở một cái màng xương, thì mình nhìn đây rõ ràng đây là một những cái lớp tế bào sợi, tế bào sợi. Tuy nhiên á, nó sẽ cái vùng gần sát với cái màng xương thì nó sẽ có một cái lớp, ta gọi là một cái lớp nó hơi dày đặc tế bào hơn tí, ta gọi là lớp cambium. Thì lớp cambium như các bạn biết nó sẽ là cái nơi mà nó sẽ có chứa tế bào gốc, chứa tế bào gốc tạo xương giống như ra dưới đây. Thì cái màng xương nó sẽ gắn chặt với cái lớp xương vỏ bởi những cái dây chằng sát bơ như thế này. Thì đối với trẻ con á, thì cái dây chằng sắt, cái màng xương nó rất là dai, chắc, thì do đó nó thường nó sẽ có cái hiện tượng là gãy cành tươi, là gãy bên một vỏ thôi, cái vỏ bên bên đối diện nó còn nguyên. Thì khi mà gãy cành tươi á, mình sẽ thấy nó sẽ tái tạo lại cái mô xương ở đây. Thì tái tạo cái lớp màng ngoài xương này nó tái tạo chỗ nào? Tái tạo cái chỗ mà lớp cambium này, mình sẽ thấy nó sẽ tạo thành cái new bone ở đây, cái xương nó phát triển ở đây. Trong lúc cái lớp mà lớp collagen bên ngoài thì nó không phát triển mạnh lắm. Thì như thế thì mình sẽ thấy vì cái lớp ngoài xương này nó sẽ có những cái lớp cambium này nó cũng có thể tạo u, tạo bú ở chỗ này. Thì đây là một cái ví dụ minh họa, mình thấy nếu như mà nó từ cái màng ngoài xương thì nó sẽ cho ra những cái bú mà nó phát triển bên ngoài mà mô tủy nó không không có gì hết, tại vì đa số là bú xương nó sẽ phát triển từ tủy xương này, từ trong trong cái vùng bên trong này. Nhưng mà ở đây hai cái loại sạc cơm xương nhưng mà đều phát triển bên ngoài hết. Thì đối với các loại người ta gọi là periosteal osteosarcoma, đó là sạc cơm xương mà cộng vỏ, thì nó sẽ, người ta được chứng minh nó phát triển từ cái lớp lớp từ lớp ngoài của màng xương là cái lớp collagen, nên nó cái về đặc tính sinh học của nó cũng là ít ác tính hơn. Thì đây mình sẽ thấy cái mô u thực tế đại thể cắt ra, nó sẽ có một cái lớp trắng ở đây, là cái lớp người ta gọi là cái lớp màng xương ở đây, là lớp xương vỏ ở đây, mô u ở đây. Do đó khi mà mình chụp X-quang lên thì đối với cái loại bệnh lý này á, để phân biệt với một cái bú sụn xương giống như hồi nãy mình thấy nó cũng cũng chồi xùi ra ngoài, thì nó sẽ có một cái đường viền người ta gọi là dấu hiệu sợi dây đàn. Thì đây nó sẽ là cái dấu hiệu của một cái lớp collagen, nó sẽ không có cản quang ở đây. Nếu còn đối với cái sạc cơm này, người ta dịch là periosteal osteosarcoma, đó là sạc cơm màng xương, thì nó lại cũng là xuất nguồn từ cái lớp màng ngoài xương nhưng mà nó là ở lớp trong. Lớp trong là cái lớp cambium nên nó có tính chất nó ác tính hơn là so với cái lớp từ lớp màng ngoài. Rồi bên trong nó cũng có một cái nơi mà tiếp giáp giữa tủy xương với cái mặt trong của lớp xương vỏ, thì nó cũng có một cái lớp người ta gọi là lớp màng trong xương. Xương thì mình cũng không thể nào mình không nói nhắc tới cái xương khớp. Thì xương khớp ở đây mình nhìn thấy rất là đẹp, thì nó tạo thành những cái cấu trúc mà nó lủng lỗ vậy, nhưng mà nhìn ra cái cấu trúc ở đây thì mình có những cái trụ trụ dọc và những cái cấu trúc liên kết ngang, thì nó làm cho xương vững chắc, và mình thấy gồm các bề ngang và bề dọc khác nhau. Thì vậy thì nó cũng có một cái rất là thú vị là mình nhìn ở đây là một cái trên một cái lát cắt dọc, ở hình ngang lát cắt dọc qua một cái cột sống mà bệnh nhân bị loãng xương. Thì loãng xương nó thường nó sẽ ở cái vùng ở giữa thì nó sẽ loãng, còn cái phần mà tiếp giáp ở hai cái đĩa sụn tiếp hợp đó, thì nó cái tốc độ loãng xương nó chậm hơn. Và mình thấy
chủ yếu á, nó sẽ còn lại là cái cột trục dọc mà trục ngang á, người ta được chứng minh là mất. Do đó trong loãng xương á, thì không phải là cái bè xương nào nó cũng bị mất, những cái bè ngang nó sẽ bị gãy, nó bị mất đi, nó bị tiêu đi. Ngoài cái chuyện là mật độ xương nó giảm, người ta đã chứng minh được, thì nó chỉ còn cái bè dọc mà không còn bè ngang. Thì mình các bạn thấy là nó mất trọn lọc cái bè ngang. Nói về môn học xương, bệnh lý xương thì mình cũng phải nói tới cái định lực Wurm. Định lực Wurm là một cái định lực rất là nổi tiếng. Thì ông Wurm phát biểu rằng á, là xương nó sẽ thay đổi cái cấu trúc và cũng như cách sắp xếp của cái mô xương theo cái lực tác động. Thì đây là một cái hình ảnh cổ xương đùi là rõ nhất. Cổ xương đùi mình nhìn thấy nó sẽ có một cái tác động theo cái trục dọc của xương, trục trọng tâm của cơ thể, thì nó tác động vô cái cổ xương đùi đây, mình nhìn vô đây. Còn ngay chỗ cái vùng máu chuyển thì nó là một cái hệ của dây chằng, nó bám để nó neo lại, nó giật ngược lên trên. Thì mình thấy hai cái lực nó tác động, một cái lực tác động ở từ trên xuống và một lực tác động từ dưới đi lên, thì nó cũng sẽ làm cho cái cấu trúc bè xương nó cũng sẽ phát triển theo cái kiểu nang hoa ra rất là đẹp. Thì đây mình cũng muốn nói thêm để là cho các bạn thấy rằng cái cơ thể mình nó kỳ diệu. Và người ta đo lực thì người ta thấy rằng đó, cái khi mà nó xuống như này thì những cái bè xương như thế thì nó truyền lực, nó giảm lực, và ở đây nó cũng được tăng cường bởi những cái bè xương vì cái lực ở phần ở đây được kéo lên. Về mạch máu nuôi xương thì mình thấy mạch máu nó rất là dồi dào. Thì mạch máu, vì mạch máu quá dồi dào vậy thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì? Thì ảnh hưởng đầu tiên thì mình sẽ thấy rằng vì mạch máu nhiều nên đối với trẻ con khi mà nó bị nhiễm trùng thì nó thường nó sẽ có cái vi khuẩn, nó sẽ chu du theo đường mạch máu, nó sẽ tới các nơi mà có tưới máu nhiều, thì trong đó một trong những cái chỗ mà nó tới tới đó là mô xương. Thì ở đây cái hình A mình thấy một cái đám vi khuẩn, một cái ổ viêm nó sẽ đi tới, và nó vì cái mạch máu ở xương nó uốn cong ở ngay cái phần đầu xương nên nó tới đây nó bị mắc kẹt lại, và nó sẽ phát triển thành ổ mủ, và nó phát triển nó xâm lấn ra. Nó xâm lấn thì ổ mủ này nó có thể đi qua được mô sụn, và nó có thể lan xuống qua đầu xương để xuống mạch sụn khớp. Thì đây là một cái trường hợp áp xe viêm xương tủy đường máu. Tuy nhiên không phải cái viêm nào nó cũng cũng giống nhau. Thì mình thấy viêm xương nếu mà viêm thông thường, nó viêm do vi trùng bình thường thì nó sẽ phá luôn được cái sụn và nó đi lên đi xuống, nếu mà ở cột sống mình nhìn thấy được. Tuy nhiên nếu mà bệnh lý lao, lao là một cái vi khuẩn ái khí, do đó thì lao vi khuẩn đi trực khuẩn lao nó sẽ không có đi qua được cái mô sụn. Do đó nếu mà mình nhìn thấy về mặt bệnh học thì cái tổn thương lao ở cột sống nó sẽ tổn thương ở ngay chỗ cái thân sống này, mà nó không đi qua, lan qua hai cái thân sống kế bên, nó chỉ đi ra phía trước và nó đi dọc xuống để nó gây ra áp xe cơ xoát rồi vân vân. Ngoài ra thì xương nó cũng có một cái, thí dụ như ở cột sống nó cũng có một cái hàng mạc tĩnh mạch không van, tĩnh mạch không van nha mọi người, tĩnh mạch không van là tĩnh mạch Bassein, và nó dẫn từ hệ đầu cổ rồi đi xuống ngay cái cột sống. Do đó đây là cái đường di căn chính đến cột sống. Cũng giải thích tại sao mà cái cột sống là nơi mà có cái tỷ lệ di căn tới nhiều hơn. Và đây một cái hình ảnh mà mình cũng dễ nhớ, là mình nhìn thấy là có những cái loại ung thư xương mà thường ung thư mà thường di căn tới xương, ví dụ như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, vân vân. Đó là cái phần mô học. Thì mình tiếp theo tới một cái phần mình thì ý mình tập trung vô một cái ông thầy bói. Thì thật sự là cái đối với bệnh lý xương này, bệnh lý về bú xương, thì mình phải là một cái ông thầy bói trước khi mình ngồi vào cái kính hiển vi để mình đọc. Ông thầy bói ở đây có nghĩa rằng mình phải coi phim X quang, mình coi bệnh nhân như thế nào để mình có cái nhìn sơ sơ. Thì hình ảnh chúng ta đọc trước khi vào đọc lam thì chúng ta như ông thầy bói. Thì tại sao như ông thầy bói?
Thì một cái tác giả rất là nổi tiếng đó là ông Henry Jacques. Ông Henry Jacques đó thì từ năm 1958, ông nói rằng nó đối với bệnh lý xương, ông là giải phẫu bệnh ở bệnh viện chuyên về bệnh lý xương. Thì ông nói nếu mà mình không có một cái sự có thêm được cái thông tin lâm sàng hình ảnh học thì mình không có tập chẩn đoán được. Thì cũng giống như đây mình, đó là một cái tam giác rất là nổi tiếng, đó là về lâm sàng hình ảnh học và giải phẫu bệnh. Nó cũng giống như là hai đó đây, là nhiều người nhiều chuyên ngành để cùng gặm một cái khúc xương, một cái bệnh lý rất là khó. Do đó một lần nữa cũng nói các bạn, chút tôi sẽ chứng minh cho các bạn là tại sao mình, nếu mà mình ngồi trong trong bốn bức tường mà mình đọc lam bốn xương là mình sẽ thấy nó sẽ có nhiều cái mà mình, nếu mình biết mình sẽ không dám đọc. Thì để muốn làm được ông thầy bói mà bói mà được nhiều người tin thì mình phải bói đúng. Thì bói đúng á, thì người ta nói rằng á, các bạn nhìn cái bốn bốn trụ cột này, thì trụ đầu tiên á, đó là về lâm sàng là tuổi bệnh nhân bị rồi vị trí rồi u nó tạo ra cái mô cái chất nền là gì, đó là hình ảnh học. Rồi tính chất xâm lấn của u như thế nào, ví dụ lâm sàng lớn nhanh rồi hình ảnh thì nó hủy xương nhiều như thế nào vân vân. Thì với bốn cái này thì người ta đã chứng minh rằng sẽ chẩn đoán đúng là 80%. Cái này là người ta đã nghiên cứu nha các bạn, và có nghĩa rằng chưa cần đọc giải phẫu bệnh thì người ta đã chẩn đoán đúng. Chẩn đoán người ta gọi là chữ specific đó, specific diagnosis, có nghĩa là chẩn đoán là chuyên biệt luôn đó, chứ không phải là chẩn đoán là nghĩ này nghĩ kia đâu. Thì như thế thì các bạn sẽ thấy rằng đối với cái kính hiển vi sẽ giúp mình 20% còn lại thôi. Thì vậy trước khi mình vô đọc lam, mình coi phim, mình coi bệnh nhân thì mình đã có được 80% cái gợi ý đúng rồi. Nó là một cái sự khác biệt rất là lớn so với những cái bệnh lý khác. Thì mình thấy thí dụ như là như thế, muốn muốn chẩn đoán một cái bú xương tốt thì mình sẽ phải có làm một cái xin xin này là có phẫu thuật chỉnh hình vân vân, thì họ giúp cho mình là loại phẫu thuật gì, định vị rồi như như thế, rồi lâm sàng sao, chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán hình ảnh nó rất là quan trọng, nó sẽ là giúp mình thu hẹp cái chẩn đoán lại. Chứ còn nếu mình không có nhìn cái phim thì mình sẽ không thu hẹp chẩn đoán, mà mình bơi trong cái suy luận của mình rất là mệt. Rồi bác sĩ nội trú hôm nay ngồi đây thì người ta nói rằng nó sẽ giúp cho mình cắt lọc cái mô bú tốt, và nó giúp cho mình chẩn đoán chính xác và đầy đủ. Rồi kỹ thuật viên này làm tiêu bản tốt, thì lúc đó thì giống như anh Đạt ngồi đọc lam thì một bác sĩ giải phẫu bệnh chỉ nhẹ nhàng ghi bàn thôi, và chẩn đoán cuối cùng giống như cái hình ảnh Quang Hải được truyền trong cái trận Malaysia, truyền bóng từ xa đẹp quá đẹp, chỉ có ngã bàn đèn đá vào một cái banh. Thì nếu mà mình làm được như thế thì mình cảm giác rằng cái công việc mình rất là vui, rất là nhẹ nhàng ha. Chứ còn nếu mà mình mất đi những cái phần mà thông tin trên, mình rất là khó để mình vui được một ngày mình đi làm. Thì đối với cái bức tranh chẩn đoán bú xương ở Việt Nam mình thì sao, thì đây là một cái cảm nhận mình nhìn đây một cái hình ảnh con chó đốm, mà thực ra không phải là ở Việt Nam mà là nhiều nơi. Thì hình ảnh con chó đốm này thì anh Đạt lấy một cái bộ da của nó đi, da nó thì nhìn đốm đốm rất là đẹp, chó rất là dễ thương. Thì về mặt lĩnh vực về giải phẫu bệnh bú xương này hay là lâm sàng bú xương, nó sẽ phát triển không đều, có nơi phát triển rất là tốt, là họ làm được phim, họ họ có thể có những cái liên kết giữa lâm sàng, giải phẫu bệnh, hình ảnh học, vân vân. Còn có nơi thì vì những cái điều kiện khác nhau, người ta sẽ không làm tốt được. Và do đó cái hình ảnh con chó đốm này cũng cho thấy rằng mình không nên, đối với lĩnh vực này không nên dàn trải ra để mà mình làm nhiều nơi quá, tại vì nó như thế nó sẽ làm không sâu. Và ngày hôm qua nếu các bạn nào có tham gia cái hội thảo thì người ta ông giáo sư Anh Tôn nói bên Úc á, là ai mà coi bệnh nhân bú xương là coi từ đầu đến đuôi luôn, không có và họ sẽ gửi tới trung tâm chuyên sâu về bú xương.
thì mình thấy rằng ở Việt Nam mình nó chủ yếu là một chiều, là từ phẫu thuật viên ở phòng mổ rồi mổ rồi đưa xuống bác sĩ giải bệnh chẩn đoán thì cũng không có liên hệ được ông phẫu thuật viên, mà ông phẫu thuật viên cũng chẳng màng trao đổi ông giải phẫu bệnh, rồi xong rồi giải bệnh ra một cái kết quả và điều trị như thế, nó mình cũng mà nó không có một cái chiều mà tương tác với nhau, thì nó quá trình dẫn đến cái làm sim đôi lúc sim nó đi đi tập cái mình mong muốn, và thật sự nó không có cái này thì mình sẽ thiếu một cái lĩnh vực là mình học hỏi lẫn nhau, học hỏi giữa bác sĩ lâm sàng học giải phẫu bệnh người ta nghĩ thế nào, giải phẫu bệnh học về hình ảnh giải hình ảnh học như thế nào. Chứ còn nếu mà giờ nói các bạn mà vô coi một cái phim đi, ví dụ như mình nói mình bí rồi nói giờ cho tôi mượn cái phim tôi coi, mượn xong nhìn coi phim mình cũng không biết đó là cái gì, thì chút anh Đạt sẽ giúp cho các bạn sẽ nhìn một cái cách nhìn tiếp cận một cái hình ảnh như thế nào, hình ảnh phim như thế nào. Thì đầu tiên á, mình sẽ tiếp cận, bây giờ bắt đầu mình vô tiếp cận ha, thì lâm sàng thì mình sẽ nói về tuổi, vị trí và diễn tiến. Thì tuổi á, thì mình thấy rằng hầu hết các bú xương á, sẽ gặp ở một cái độ tuổi chuyên biệt nhất định nào đó, thí dụ như sạch cơm tạo xương thì người ta sẽ thấy rằng nó sẽ có ở hai đỉnh tuổi. Hai đỉnh tuổi là ở đỉnh thiếu niên và đỉnh trên 50 tuổi. Các bạn vẫn còn thấy con cỏ ha. Còn thí dụ như người ta nói rằng bú nguyên bào sụn chẳng hạn đi. Bú nguyên bào sụn đây là một cái loại bú nó thường gặp ở cái tuổi thiếu niên, cái tuổi trăng tròn, tuổi 16. Thường nó làm bệnh cảnh là một cái cô bé gái tuổi 16 tự nhiên nó tới nó than đau gối mơ hồ. Đau gối mơ hồ thì mình nghĩ tới nó, mình chụp cái phim X-quang hay chụp một cái phim CT, mình thấy nó rất là chuyên biệt ở đầu thân xương, ở ở đầu xương chứ không phải là đầu thân xương, đầu xương nó lủng một cái lỗ, lủng một lỗ giới hạn rõ, thì mình nhắm mắt mình cũng nghĩ nó là chondrosarcoma, bú nguyên bào sụn. Tại vì đối với trẻ con mà là tổn thương ở đầu xương thì gần như chỉ có cái chondrosarcoma này. Còn ngược lại nếu mà bú đại bào xương thì mình trả lời ở trẻ con thì coi chừng, tại vì người ta nói bú đại bào xương nó thường xảy ra trên bộ xương trưởng thành. Còn nếu mà trên cái tuổi trên 40, người ta nói một cái câu thần chú là bất cứ bệnh nhân nào trên 40 tuổi mà có bú xương ác tính thì mình phải nghĩ di căn là đầu tiên. Đó là cái câu thần chú, còn lại là những cái bệnh lý mà toàn thân, ví dụ lymphoma rồi chẳng hạn. Thì đây là cái hình ảnh mà đây là một cái bảng, các bạn nếu có thời gian thì các bạn sẽ xem. Ví dụ trên 40 tuổi là di căn, 20 đến 40 là bú đại bào xương, còn lại là dưới 20 tuổi thì nó là sạch cơm tạo xương. Hình ảnh của hai loại u bú ác tính của xương thường gặp. Đó là cái màu đường màu màu nâu, đó là sạch cơm tạo xương, thì mình thấy hai đỉnh tuổi rõ ràng. Cái đỉnh đỉnh đầu tiên đỉnh từ 10 đến 20 tuổi và đỉnh thứ hai là cái đỉnh sau 50 tuổi. Còn đối với chondrosarcoma thì nó sẽ là cái tuổi ở tuổi lớn, hiếm khi nào mà nó ở trẻ con. Do đó thí dụ như có một số là sạch cơm tạo xương nhưng mà nó là dạng là sạch cơm tạo xương mà loại tạo sụn, chondroplastic osteosarcoma, thì nó sẽ ra mình nhìn mô học nó như mô sụn vậy đó, mà như là sạch cơm sụn vậy đó, nhưng mà mình thấy là cái này là tuổi nhỏ mà nó ra mô sụn không, coi chừng đấy là một cái sạch cơm tạo xương mà thể tạo sụn chứ không phải là một cái sạch cơm sụn. Nếu mà nói sạch cơm sụn ở trẻ con thì xác suất mình sai rất là cao. Về yếu tố nguy cơ thì mình cũng theo qua, thì cái này để cho các bạn xem thêm thôi. Yếu tố nguy cơ thì trong đó là có những cái bệnh có sẵn, ví dụ như bệnh có sẵn, ví dụ như là trường hợp này là một cái bệnh nhân cũ của khoa bệnh học thì mình cũng theo dõi suốt, thì tới lúc bệnh nhân là một cái bệnh bú sụn xương nhiều nơi, là cái hồi nãy mình nói cái bệnh mà nãy mình mô tả đó, cái u, nhưng mà này là u nhiều nơi, thì bú sụn xương nhiều nơi này á, thì ngay chỗ cái chóp sụn hồi nãy anh Đạt có nói đó, thì nó dễ hóa ác tính và nó sẽ tạo thành một cái sạc cơm sụn, do đó nó sẽ có trên một cái nền bệnh lý có sẵn. Về dấu hiệu lâm sàng thì đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng. Thì ví dụ như ít nhất mình cũng có
mình biết rằng nếu mà cái bướu nó tấn công hay không tấn công đó, thì mình phải coi cái diễn tiến lâm sàng, thì ai cũng hiểu điều đó. Nhưng mà rất tiếc là mình ít khi nào mình có thông tin đó, tại vì mình không có làm tumor bore. Nếu mà có tumor bore thì mình biết được ca bệnh nó như thế nào. Thì lâm sàng nó thường một cái bướu ác tính đó, thì nó thường là triệu chứng của nó là sưng đau, và mà các bạn thấy là nó sẽ đau về đêm nhiều hơn. Mình có hai cái hình này, thì hai hình này chắc là nó cũng thuộc dạng đặc sản ở Việt Nam. Thì các bạn nhìn cái hình ở bên tay trái, một cái hình rất là thú vị. Đây là một cái đứa đứa bé bà mẹ dẫn tới, thì mình khám thấy cái chân hai bên so sánh, thì chân bên bên phải của đứa bé ngay chỗ cái vùng đầu trên, đầu thân trên của cái xương chày này, nó to lắm, nó to, và mình nhìn thấy nó to không không nhiều lắm. Mình nhìn thấy đây là cái vẽ màu đỏ đỏ trên da, và ở đây có cái ở dưới cổ chân có vẽ nè. Thì sau này mình mới biết là bệnh nhân này đã được đi nhiều bác sĩ nhi khoa, và bác sĩ nhi khoa nói rằng đây là viêm và điều trị riết. Thì tới lúc mà mẹ nó không tin, mẹ nó mới đi tới ông thầy. Ông thầy thì ông thầy ông nói rằng là ông sẽ vẽ cái bùa ở trên cái da như thế này. Thì khi mà ở trên đây vẽ xong á, thì cái đường thoát của cái những cái mà gây hại nó sẽ đi xuống ở dưới ngay chỗ cổ chân nó đi ra. Đó là mình nghĩ là chỉ có Việt Nam mới có này. Những ca bệnh này mình nhớ mãi. Rồi ở đây là một cái cậu bệnh nhân, thì mình thấy người thì ốm, môi tim tái nhợt, nhưng mà ở chân ở đây thì sưng rất là to, và chân chi gần như là mất chức năng. Ngồi đây thì ở đây là nếu mà mình làm lâm sàng á, mình sẽ nói những bệnh nhân này là cái chân đó là miệng núi lửa đó. Miệng núi lửa này là do đắp thuốc. Đắp thuốc thì cái tuần hoàn mạng hệ nó nhiều lên, và những bệnh nhân này mình phải canh họ, chứ còn không á, nó có thể nó bục bất cứ lúc nào. Nó bục là chảy máu, là mình không kịp là bệnh nhân đi á, tại bệnh nhân thường là có thêm cái tình tổng trạng nó không tốt nữa. Hay là lâm sàng nếu mà mình vô mình nhìn thấy một bệnh nhân đi biến dạng chân theo cái kiểu đi khập khiễng, rồi mặt cũng biến dạng, mà biến dạng một nửa bên mặt ha. Trường hợp này bệnh nhân này nó khi đó mình dở lên sau lưng người ta, mình sẽ thấy những cái giác sắc tố. Cái giác sắc tố này cái bờ nó giống như cái bờ biển, cũng bờ biển men vậy đó, là nó bờ biển nó rít so, nó rít chắc vậy. Thì kèm theo một cái loạn sáng sợi nữa, thì đây là một cái hội chứng mắt Cone-rai, nó rất là điển hình. Và cái này thậm chí mình không cần tới mô học thì mình cũng biết rằng bệnh nhân này là loạn sáng sợi. Thì ở đây là biến dạng theo cái kiểu cái cổ xương đùi nè mấy bạn, cổ xương đùi nó biến dạng theo cái gãy chân cù, nó không còn tạo ra một cái góc cổ thân nữa, mà là đặc biệt nó sẽ bị một bên. Đó là về mô học, đó là về lâm sàng. Còn về hình ảnh học thì mình thấy như thế nào? Về hình ảnh học đó, thì mình thấy là mỗi bướu nó sẽ có một vị trí đặc trưng riêng. Ví dụ nói với đối với con nít thì giả sử ví dụ sạc cơm tạo xương, thì nó sẽ phải ở cái vùng xương tăng trưởng mạnh. Thì tăng trưởng mạnh của cái xương đối với xương dài đó là vùng đầu thân xương. Do đó nếu như mà một cái tổn thương mà ở vùng đầu xương mà mình chẩn đoán sạc cơm tạo xương thì coi chừng á. Hoặc là đối với một cái sạc cơm du wing thì nó lại thường nó nằm ở thân xương. Thì nếu mà sạc cơm du wing mà mình chẩn đoán ở thân xương mà của đứa bé mình chẩn đoán là sạc cơm tạo xương thì coi chừng mình sai. Thì đối với vị trí bú á, thì mình cũng sẽ theo một cái mặt phẳng cắt dọc, thì mình có đầu xương, đầu thân xương, rồi thân xương, thì mình xem nó như thế nào. Còn mình thấy khảo sát theo mặt phẳng cắt ngang nữa, mặt phẳng cắt ngang thì mình coi là bú nó nằm trong tòa tủy hay trong vỏ hay là cận vỏ. Thì mình thấy thí dụ như một cái hình minh họa tương đối là dễ thấy là sạc cơm thảo xương, nó sẽ nằm ở cái vùng metaphysics, đây là đĩa sụn tăng trưởng, thì nó nằm ở vùng metaphysics và lệch tâm. Một đứa nhỏ nằm metaphysics là tâm, tuổi 20, 10 đến 20, nhắm mắt cũng coi chừng nó sạc cơm tạo xương. Thì hình ảnh rõ này có giống như đại thể, nó nhìn là mô bú nó nhiều hoại tử xuất huyết cơm tạo xương, tròn cái có một cái hủy xương ở đầu xương giới hạn rõ ở tuổi thiếu niên, bú nguyên bào sụn, còn tế bào tròn nhỏ nó sẽ nằm ở thân xương. Còn bị mặt cắt ngang thì như thế nào? Thì mình coi nó có phải là ở trong tủy xương hay không, tủy xương mà nó là ở trung tâm hay tủy xương nó lệch bên. Ví dụ sạc cơm tạo xương thì nó
sạch cơm tạo xương quy ước thì là nằm trong tủy xương và lạc tâm. Rồi nó nằm ở trong vỏ xương hay không, nếu mà nằm trong vỏ xương luôn đó, nó lủng lỗ vậy thì mình cũng không cần mô học, mình cũng biết đây là một cái bướu xương dạng xương osteoid osteoma. Còn nếu mà nó nằm ra ngoài và nó nằm như hồi nãy, nó nằm ở cái vùng cận vỏ thì lúc đó coi chừng nó là sạch cơm cận vỏ hay sạch cơm màng xương rồi vân vân, thì đó là mình phải tiếp cận vị trí theo cái kiểu là chiều dọc và chiều ngang. Tiếp theo thì mình nói tới ông Röntgen, thì mà các bạn cũng biết rằng ổng là người tìm ra TX, và nhờ TX thì mình sẽ nói với bạn hôm nay, và nhờ TX mình chẩn đoán được cái bướu xương, và mình cũng khẳng định được là chỉ có hình ảnh X-quang bình thường là cũng đã giúp chẩn đoán chứ không phải tới MRI hay là những cái cao siêu hơn. Thì một cái điều thú vị là nếu mà mình đọc sách đó, thì ổng phát minh ra TX nhưng mà ổng chưa biết làm gì, thì một hôm tình cờ ổng chụp được cái bàn tay vợ ổng, thì vợ ổng thốt lên một cái câu mà làm ổng giật cả mình, đó là các bạn thấy không, cái hình nó hơi che tí xíu, bà nói rằng I have seen my dad, thì tại vì nhìn thấy tự nhiên thấy xương, thấy chiếc nhẫn của bà nữa. Thì chính vì điều đó ở thế chiến thứ hai thì người ta mới ứng dụng trong cái X-quang, trong cái chẩn đoán những cái trường hợp mà chấn thương của quân lính. Thì có một cái ý rất là hay trong cái này, nếu mà mình thấy mình đọc thì nói rằng chiến tranh thì khốc liệt, nhưng mà cái sự khốc liệt đó nó là một cái giai đoạn, nó giúp cho công nghệ và kỹ thuật phát triển, và đây là cái nôi của cái hình ảnh học ra đời. Thì vậy là trong nguy có cơ ha, nó giống như Á Đông mình nói là trong nguy có cơ. Thì như thế thì cái vụ dịch này mình cũng nhìn vậy, nếu mà mình nhìn ở một góc độ mà tích cực á, nó coi chừng nó cũng sẽ có những cái cơ hội. Ví dụ như cơ hội chẳng hạn hồi xưa bác sĩ Đạt đâu có biết gì nhiều về cái chuyện là mình dạy trực tuyến hay là mình có thể nói chuyện với các bạn buổi tối như thế này được, thì nhờ có như vậy thì mình giúp thúc đẩy công nghệ và mình cũng làm quen với công nghệ. Có một cái bài báo chia sẻ của tác giả Nhật cũng rất là hay mà mình thấy tâm đắc mình để vào, thì ở một cái buổi mà chia sẻ trong cái hội nghị về giống như một cái hội nghị về ung thư xương và cơ lần thứ 39 của Nhật Bản, thì một ông giáo sư lớn của Nhật Bản, ông nói rằng mình nhìn cái phần ông nói, ổng năm bảy mấy ổng đi Boston ổng học, thì ổng học resident về giải phẫu bệnh ở bệnh viện Massachusetts. Thì cái ngày đầu tiên ổng vào thì ông thầy ổng đưa ổng xem cái phim X-quang một cái bướu xương. I went there as a pathologist because pathologist did not examine X-ray ở Japan, và ổng không đọc được và ổng get lost. Thì như thế thì sau này ổng thấy rằng mấy ông thầy ổng và ổng học được rằng gì, bác sĩ giải phẫu bệnh nhưng mà chuyên ngành về bone pathologist có thể dạy hình ảnh X-quang chẩn đoán, chứ không phải mình dạy những cái X-quang khác nha, X-quang chẩn đoán bướu xương cho nội trú chấn thương chỉnh hình cũng như nội trú về hình ảnh học ở tại Massachusetts, chứ không phải là giải phẫu bệnh là không đọc X-quang. Mà nếu như mà mình có quan tâm tới cái lĩnh vực chẩn đoán bướu xương thì mình phải làm được điều này, và điều này người ta đã làm từ rất là lâu. Thì hình ảnh học đó, thì mình thấy nhắc lại các bạn, X-quang là một cái tới năm 2015 người ta vẫn nói rằng X-quang, một cái X-quang quy ước cũng đã là đủ để chẩn đoán. MRI CT sẽ giúp cho mình thêm thông tin, ví dụ như CT thì mình sẽ thấy là ngắm cái mô nằm của bướu ngắm thoáng tốt hay không, rồi những cái hủy xương mà khó thấy trên X-quang bình thường thì mình có thể thấy trên CT scan. MRI thì giúp mình staging tốt hơn, giúp mình phân giai đoạn bệnh tốt hơn, cũng như là mình coi cái bệnh nhân có đáp ứng tốt với hóa trị hay không. Nhưng mà người ta nói rằng CT MRI mình phải phân tích đi kèm với X-quang, chứ không thể đọc
mà mình gặp rất là nhiều trường hợp là hỏi phim là người ta đưa tới MRI không chứ người ta không có một cái phim X-quang nữa, thì điều đó là không đúng. Bởi vì sao, người ta nói rằng nếu như mà nếu mà phim MRI không á, mà chỉ một mình nó đó, thì có thể một số cái tổn thương lành tính, nhưng mà nó có thể nó làm phù tủy, phù cái mô mô xung quanh, thì như thế gây cho mình có thể chẩn đoán quá tai. Thì mình nhìn nó giống như con mèo mà nhìn vô cái kính nó ra con sư tử vậy đó. Hình này chắc mấy bạn nhìn cũng quen quen ha, đặc biệt là mấy bạn nữ ha. Đây đặc điểm X-quang, đặc điểm X-quang thì mình nhìn thấy cái gì, mình nhìn thấy vị trí vú, mình nhìn thấy tổn thương, bờ tổn thương như thế nào, bờ có rõ hay không, rõ hay không rõ, rồi chuyển tiếp giữa mô lành và mô bệnh như thế nào. Chuyển tiếp giữa mô lành và mô bệnh như thế nào thì mình sẽ có cái phân độ Locquis, một cái phân độ mà các bạn phải nhớ. Và phân độ này nó cũng đơn giản để nhớ, là mình coi phản ứng màng sơn như thế nào, mình coi chất nền của mô bướu như thế nào, rồi kích thước của tổn thương như thế nào, số lượng và mô mềm xung quanh, thì mình sẽ giúp các bạn sẽ nhìn thấy một cách tổng quát nhất. Về phân độ Locquis thì về bờ tổn thương và cái chuyển tiếp, đây là quan trọng để đánh giá cái tính tấn công của một cái mô bướu. Mình thấy nếu mà phân độ nó độ 1 là hủy xương giới hạn rõ kiểu bản đồ, là mình nhớ nếu mà cái nào mà giới hạn rõ, hủy xương giới hạn rõ thì là độ 1. Thì độ 1 nó sẽ có, nếu mà 1A thì nó có cái đường viền xương đặc rõ, thì có nghĩa là chứng tỏ là một cái tổn thương nó lâu, và cơ thể nó đủ thời gian để nó có một cái mô sơ nó bao quanh. Độ 2 thì nó sẽ là kiểu mối ăn, và độ 3 là kiểu thấm nhập. Và càng cái độ càng càng về sau á, thì cái tính nó dễ là một cái bú ác tính hơn. Đây một cái hình ảnh rõ, độ 1 hủy xương giới hạn rõ, nó có cái màu nâu nâu ở đây, có đường viền xương đặc. Độ 2 là hủy xương giới hạn, 1B là hủy xương giới hạn rõ nhưng mà không có đường viền viền xương đặc. Và độ 3 là giới hạn rõ nhưng mà cái bờ nó ill-defined đi. Và độ độ xin lỗi là 1C. Còn độ 2 á, là nó sẽ là most eaten, có nghĩa rằng nó sẽ là nó gặm nhấm theo cái kiểu là cái lỗ lớn lỗ nhỏ, lỗ lớn lỗ nhỏ, nhưng mà nó không có một cái giới hạn rõ. Còn độ 3 ta gọi là permeative, là thấm nhập, có nghĩa là giống như các bạn hình dung các bạn lấy một cái kim nhỏ nhỏ, các bạn cứ xăm 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 lủng lỗ, cứ lỗ nhỏ 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 nó liên tục như thế thì là độ 3. Ở đây là hình ảnh, thí dụ như mình thấy độ 1A là một cái kiếm khuyết sợi của vỏ xương, hay là một cái bú sợi không sinh xương, thì nó ở vùng vỏ xương mà nó hủy xương giới hạn rõ. Tương tự thí dụ như là một cái bú đệ bào xương, thì một độ 1C là nó có hủy xương cái kiểu geographic, là kiểu khối, nhưng mà nó lại không có đường viền xương, nó không có cái, nó làm phình mỏng vỏ xương, bờ nó tương đối là không rõ. Còn tới cái độ 3 là mình thấy nó cái kiểu mà thấm nhập, rải rác nhỏ nhỏ, và nó có phản ứng màng xương theo cái kiểu tóc đầu đinh ở đây, thì đó là theo cái chiều dọc, theo cái chiều mũi tên từ trái sang phải, các bạn sẽ thấy nó là từ lành tính nó qua ác tính. Thì một cái hình ảnh nó tương ứng tới cái trên mô học như thế nào, thì đây một cái hình nó hơi ngược tí xíu. Nếu mà mình nhìn từ bên phải qua thì mình sẽ thấy đầu tiên nó là nó hủy xương có giới hạn rõ, thì cái mô vú nó có một cái đường viền rất là rõ, theo cái kiểu thứ hai là geographic nó cũng rõ, nhưng mà mối ăn á, thì bắt đầu á, mình thấy cái mô vú nó ăn vô cái những cái bề xương nhưng mà nó không phải ăn hết. Còn đây mình thấy bề BAC là nó thấm nhập luôn, nó xen vô cái nó xen vô cái bề xuất ưng luôn, thì rõ ràng là cái bề BAC là nó là một cái, mình nhìn vô là mình nghĩ rằng một cái tổn thương ác tính này. Rồi mình nhìn cái bờ tổn thương, sau đó cái vùng chuyển tiếp rất là quan trọng, thì mình nhìn nếu mà cái vùng chuyển tiếp có nghĩa là từ cái mô lành tính nó chuyển qua mô bệnh, nó có hẹp hay là nó rộng, thì mình thấy ở cái vùng chuyển tiếp hẹp, nếu mà người ta nói vùng chuyển tiếp hẹp, người ta ngụ ý đến một cái tổn thương ít tấn công, là ngụ ý nó lành tính. Ví dụ đây một cái bọc xương thì tổn thương dạng bọc, nó có rất là nhiều cái bọc nhỏ bên trong, và
cái mô hủy xương đây và mô lành mình thấy nó sát nhau. Nhưng mà qua bên đây cái vùng chuyển tiếp rộng thì có nghĩa rằng giữa cái mô bệnh và mô mô lành mình nhìn không thấy rõ được. Biểu mình chỉ trên phim chỗ nào là lành đi, mình rất là khó chỉ ngay chỗ đó, thì như thế người ta gọi là vùng chuyển tiếp rộng và nó mang ý nghĩa là cái bún nó tấn công hơn. Về thẳng rồi trên phim mình sẽ đọc cái gì nữa, mình đọc về cái kiểu hủy xương, mình đọc về cái vùng chuyển tiếp, tiếp theo mình đọc về cái màng xương. Cái màng xương thì mình coi cái phản ứng màng xương như thế nào. Phản ứng màng xương người ta cũng chia ra, nếu mà đặt là mình nghĩ rằng nó lành tính, nó ít tấn công, nhưng mà nếu mà màng xương mà tự nhiên nó đang là song song với cái vỏ xương, bây giờ nó dựng cái đầu đinh nó lên, nó dựng vuông góc đầu đinh nó lên, thì coi chừng cái đó là tấn công nhiều rồi. Đặc biệt là cái tam giác Cotman, tam giác Cotman là cái màng xương, màng ngoài xương nó bị nâng lên thì nó làm thành một cái tam giác Cotman, thì trong đó là sạc cơm tạo xương thường gặp nhất. Tuy nhiên nhiễm trùng nó cũng có thể tạo tam giác Cotman, nên một cái điều nó làm cho các bạn ấy thấy là người ta nói rằng khi mình chẩn đoán sạc cơm tạo xương thì phải có một cái chẩn đoán phân biệt là một cái nhiễm khuẩn đi theo. Coi chừng cái hai hình ảnh nó chồng lấn với nhau. Thì đây là cái hình ảnh phản ứng màng xương, thì mình theo cái chiều mũi tên là cái chiều mà về cái mức độ tấn công của tổn thương. Thì đầu tiên nó là những cái theo kiểu một lá, theo kiểu nhiều lá, phản màng xương nhiều cái lá thì giống như vỏ hành, hoặc là nó dựng đầu đinh lên, hoặc là tạo thành đám cỏ cháy, hoặc là nó tạo thành tam giác Cotman. Thì những cái phần phía sau này, đây là cái phần mình nhìn thấy nó là gần như là nó một cái tổn thương nó tấn công mạnh. Phản ứng màng xương mình nhìn thấy trên phim X-quang thì cái hình đây là solid là đặc. Thì thường ở đây mình thấy ở trên viêm xương và nó viêm xương hoặc là những cái bú xương nhãn xương thì nó thấy hình ảnh này, hoặc là nó tạo thành những cái phiến xương về thì là vỏ vỏ hành, hoặc là màng xương nó phản ứng gì nó tạo thành hình ảnh tia lóe mặt trời và tam giác Cotman như thế này. Thì về cơ chế phản ứng, cơ chế để có phản ứng màng xương thì mình thấy đối với cơ chế mà đối với cái đối với những cái bú mà tương đối là ít tấn công lành tính, thì mình thấy cái bú màu nâu ở đây thì xung quanh cái vùng bú nó sẽ có cái hiện tượng là mạch máu nhiều, tăng tưới máu thì nó sẽ kích thích cái màng xương tăng sinh lên và nó tạo thành nhiều lớp. Như thế á, thì cái màng xương này á, nó phát triển, nó tăng sinh để nó đáp ứng lại với cái mô bú. Nhưng mà đặc biệt là giữa giữa những cái mô xương phản ứng của cái màng xương này nó sẽ không có mô bú. Nhưng mà nếu mà giả sử một cái mô bú nó mang tính chất là nó ác tính hơn thì khi đó thì mình nhìn thấy cái màu đỏ đỏ là mạch máu, nó có những cái mạch máu bên ngoài nó đi vào nuôi nữa, thì khi đó mô bú nó kích ứng cái màng xương, nó tạo nên những cái phản ứng mạnh và cái màng xương nhiều khi nó dựng đầu đinh lên, và trong cái vùng phản ứng đó, nó sẽ có mô bú. Nó sự khác biệt giữa cái phản ứng màng xương của lành tính và ác tính khác nhau chỗ đó. Ở đây là một cái hình ảnh khá là đẹp, một trường hợp sạc cơm tạo xương ở vùng đầu thân xương, mà mình thấy rõ vùng đầu thân xương tổn thương nằm đây và nó tạo ra một cái hình ảnh phản ứng màng xương kiểu heo nên là tóc dựng đầu đinh lên. Ở trên vi thể mình thấy mô bú nó xâm nhập nó tới mô xương, tới mô xương vỏ cortico, và nó có những cái gai xương đó thì mình nhìn thấy ở cái mũi tên này, và xung quanh những gai xương này là mô bú nó tràn vào. Mình sẽ đi qua từng dạng, thí dụ dạng đặc. Ở đây mình thấy nếu mà mô bú nó nhìn nó bờ rõ, tổn thương nhỏ xíu, ngay cái vỏ xương nó lủng lỗ vậy thì nó sẽ có tạo thành cái phản ứng màng xương ở đây. Thì đây là bú xương dạng xương thì thường nó sẽ phản ứng màng xương nó dày đặc lên vậy. Trường hợp thứ hai, đây là một trường hợp bệnh nhân bị viêm xương, mình thấy viêm xương lâu ngày tới mức mà cái màng xương nó về là mang chị nó trắng đặc lên luôn và mô xương chết không à. Ở trường hợp này mình vô mình nhìn thấy
cái mô xương này là toàn là xương chết, và mà thực ra bệnh nhân này lấy ra rất là nhiều mô xương chết. Thì cái phản ứng xương đặc này là một cái gì đó nó long standing lesion, có nghĩa là tổn thương nó lâu ngày. Hoặc là ví dụ như một cái cú đề bào xương, nó làm cho cái nó phình ra và cái màng xương nó bọc lên, thì nó tạo thành một cái hình ảnh giống như vỏ sò thôi. Thì những cái này nó vẫn còn là lành tính. Hay là một cái phiến xương nó đắp lên vậy, nó phản ứng một một vỏ xương thôi, thì đây là một dạng phản ứng màng xương một phiến. Rồi phản ứng màng xương dạng vỏ hành thì mình thấy tổn thương đâu đó trong đây, nó sẽ làm cho cái màng xương nó sẽ làm nhiều lớp như vỏ hành. Ở đây mình thấy hình ảnh rõ nhỉ. Thì thực ra cái phản ứng màng xương dạng vỏ hành ở thân xương này nó gần như là nó chỉ có hai loại bệnh thôi. Một đó là viêm xương, hai là subclavian thôi. Thành ra mình thấy cái dạng phản ứng theo cái kiểu vỏ hành này, mình gần như mình khu trú lại còn hai bệnh nè. Nó tổn thương ở thân xương, nó có phản ứng màng xương dạng vỏ hành thì coi chừng là viêm, không viêm thì subclavian. Và cái hình ảnh cắt lên thấy cái vỏ hành rất là đẹp ha các bạn ha. Búa này nó tấn công mạnh thì nó sẽ gây phản ứng màng xương rất là dữ dội, nó tạo thành hình ảnh tia lóe mặt trời hay là đám cỏ cháy. Thì cái này thì mình là mô bú tấn công mạnh rồi ha, tổn thương tấn công mạnh. Hoặc là nó sẽ dựng đầu đinh lên hết, mình thấy nó hình ảnh rất là lạ ha, nó dựng cái đầu đinh lên. Thành ra khi mà các bạn nhìn một cái phim mà các bạn nhìn thấy nó dựng đầu đinh kiểu vậy thì là coi chừng cái gì bên dưới đó nó rất là dữ dội ha. Mà cái phim này là bệnh nhân này mình thấy cái phim này nó dựng lên, nó làm thành cái tia lóe giống như mặt trời vậy đó ha. Rồi hoặc là nó tạo thành những cái tam giác Gottman gì, thì trong một cái bú gì nó kích ứng cái màng xương, nó nâng lên và nó tạo thành một cái góc vậy. Thì khi mà thấy tam giác Gottman vậy coi chừng là một cái đặc biệt ở đây một cái tổn thương ở vùng metaphysics. Mình thấy được cái đĩa sụn tăng trưởng ở đây, metaphysics trong tủy là tâm có tam giác Gottman. Thì cái này và hủy xương này mình nhìn thấy là nó hủy xương theo kiểu thâm nhiễm, thì mình hướng tới là một cái sạc cơm tạo xương này. Tuy nhiên đời không như là mơ, thì ví dụ như ở ngoài mình sẽ hỏi các bạn, nãy giờ các bạn nhìn cái hình mấy cái hình đó, thì giờ các bạn nhìn cái hình này như thế nào, không biết bác sĩ Tú nhìn hình này như thế nào, Tú tiến sĩ Tú á, cái này là bú ác tính hay là viêm theo em, cái sense của em? Người thương xấu lắm nên em có cảm tưởng là nó viêm thôi bạn. Ok rồi, cảm ơn anh Phụng, anh Phụng Đồng Nai Đây, nghĩ là viêm. nghĩ là viêm. Rồi có ai nghĩ khác hơn không ạ? Thì nếu mà cái hình này bản thân mình nghĩ cái hình này á, là mình nghĩ tới một cái ác tính á, tại vì thấy phản ứng màng xương rất là dữ dội, và thêm nữa là mình nhìn trên cái phim X quang này mình không rõ là bên trong nó là cái hủy xương kiểu gì. Tuy nhiên cái này là một cái hình ảnh trên sách giáo khoa điển hình, đây là một cái phản ứng màng xương quá mức do gãy xương ở một cái đứa trẻ con mà nó gãy xương đùi, nó phản ứng quá mức. Thì trên cái hình ảnh vi thể thì mình cho thấy cái hình mình đang chỉ ở đây, nó có một cái chữ mình đập vô mắt mình là zonation. Zonation có nghĩa là ở bên ngoài mình nhìn thấy cái những cái bè xương non, ở trong là những cái nguyên bào xương và rất là nhiều cái xuất huyết, rồi bắt đầu vi mạch tân tạo. Thì đây là một cái hình ảnh một cái can xương non. Thì can xương non á, tế bào ở bên đây nó sẽ có phản ứng, là mình nhìn tế bào nó hơi hơi lớn lớn, hạt nhân rõ rõ tí, nhưng mà mình không thấy phân bào. Cũng như trên trường hợp này người ta chứng minh rằng không có viêm. Thì như thế thì hướng viêm thì mình ít nghĩ, nhưng mà thực ra nhìn cái hình này mình sẽ nghĩ là ác tính á. Nhưng mà
Nếu như như thế thì làm sao mình chẩn đoán được? Thì vậy thì quay lại một cái chuyện là cuối cùng mình phải là cái gì? Phải có một cái tumor board. Nếu mà mình không có tumor board, mình chỉ có theo cái kiểu cũ, mình ngồi mình đọc lam, không biết, mình qua cái kệ sách, mình đọc sách, mình cảm thấy rằng thế giới này, trong cái phòng này là của mình, thì thực sự mình cứ lây hoay hoài. Nói thật ra hồi nãy nhìn cái kiểu mà nói, mình nói một cái mô căn xương non, nói gì nói thôi, mình khi mình biết kết quả rồi mình mới thấy zonation đồ vân vân, chứ thực sự nhiều khi nhìn thấy những cái nguyên bào sợi nó phản ứng, nhìn thấy ghê, thấy mồ, ai chắc được là căn xương, đúng không? Thì như thế mình phải có một cái tumor board. Thí dụ bệnh cảnh bệnh nhân này gãy xương, bệnh nhân này có những cái bệnh lý thoát vị màng não tủy rồi vân vân, thì nó sẽ, và diễn tiến này nó không có rầm rộ, nó diễn tiến này lâu rồi. Thì như thế cái cách mới là mình phải bắt tay và mình phải nói chuyện, mình phải làm tumor board everywhere, tumor board bằng điện thoại, tumor board bằng ăn sáng gặp cũng hỏi, tumor board bằng đi đâu đó đang nói chuyện gì đó, nhớ cái ca đó hay không, ca đó vậy vậy sao, thì như thế có nhiều cách tumor board theo theo bác sĩ Đạt, và tumor board là cực kỳ quan trọng. Rồi đó là mình nói tới phản ứng màng xương. Bây giờ mình đi tới cái chức năng của mô bú, thì mình phim X-quang thì mình coi thêm cái chức năng. Hồi nãy giờ mình nhắc lại mấy bạn ha, phim X-quang mình coi vị trí, mình coi cái tính chất của tổn thương, bờ tổn thương như thế nào, vùng chuyển tiếp như thế nào, mình coi cái phản ứng màng xương hay không. Rồi giờ mình tới cái chất nền mô bú. Thì chất nền mô bú nó tóm lại nó có rất là đơn giản thôi. Chất nền nó có bốn cái, thật ra nó chỉ có hai cái để mình nhớ thôi, đó là chất nền nó phải là mô xương hay không, nó có tạo ra chất nền mô sụn hay không, còn những cái kia mình quên đi. Thì chất nền mô xương thì mình nhìn thấy, ví dụ như nó ra trắng như ngà vậy thì là mô xương, chất nền xương, hoặc là nó ra một cái cục đặc về những cái đảo xương, nó ra những cái đặc như thế. Còn cái chất nền mô sụn đó, nó ra nó sẽ mới cái hình hình ảnh nó mới đẹp, nó từng cái hạt sụn, hạt canxi hóa, hoặc là nó tạo thành những cái hình cấu trúc dạng vòng như thế này. Thì cái chất nền mô vú này nó quan trọng nhất là nó cho mình biết cái loại loại mô vú này như thế nào, loại tạo mô học như thế nào, đúng không các bạn? Thì mình thấy được, thí dụ như giả sử mình nhìn thấy ở đây là dạng crown class, nó vừa vừa có là mô xương non vừa có mô sợi, thì mình nghĩ đây là một cái loạn sản sợi, hoặc là mình thấy nó ra cái dạng vòng hay là hình chữ C gì, thì mình biết cái này là mô này là gọi là capsular produce tumor, có nghĩa là bú mà sản xuất sụn. Nhưng mà cái chất nền này nó không giúp cho mình phân biệt lành tính hay ác tính, nó chỉ cho mình biết là loại mô học nó là cái gì thôi. Thì thí dụ như ở đây tạo xương, thì nó, nếu mà đặt thì nó ra một cái đảo xương như thế này, thì lâu lâu mình sẽ gặp một cái tăng lên, tăng cản quan tròn người ta gọi là bone island, hoặc là nó ra cái dạng hình đám mây mà nó thường gặp trong những cái sạc cơm tạo xương, hoặc là nó ra dạng trắng như ngà như thế này. Thì những cái trường hợp trắng như ngà về thì mình coi chừng nha. Thí dụ như giả sử những cái trường hợp mà sắt cơm tạo xương đáp ứng hóa trị nó cũng có thể ra về, hoặc là có thể một số cái di căn mà nó, những cái loại mà di căn mà nó tạo, nó kích thích osteoplast thì nó sẽ tăng tạo xương, thì nó cũng trắng xóa lên chứ nó không có hủy xương. Thành ra mình nhìn thấy về mình biết rằng mô bú này có tạo xương. Còn nếu mà tạo sụn thì mô bú mà có tạo sụn thì mình phải nói tới cái chuyện hóa canxi. Thì vì tại sao mà hóa canxi, thì mình thấy mô sụn nó thường nó sẽ có hóa canxi, ta gọi là perinuclear calcification, có nghĩa rằng là canxi hóa quanh nhân. Thì cái canxi hóa nó giúp cho mình nhìn thấy trên cái mô học đó là những cái đám canxi hóa, nó dạng giống như cuộn bông, một cái cuộn bông, hoặc là dạng những cái lấm chấm canxi.
Một cái hình ảnh khác, đây một cái hình ảnh bệnh nhân này mổ lấy từ cái u lành sụn ở ngón tay ra, mình thấy mô sụn nó giống như đại thể, nó giống như cơm dừa vậy ha. Thì hình ảnh đây mình nhìn thấy mô sụn nó tạo thành những cái vòng như thế này. Qua đây một cái hình ảnh khác mình cũng thấy mô sụn nó tạo vòng. Mình ngắm canxi theo kiểu vòng, thì như thế mình chỉ cần nhìn thấy ngắm canxi theo kiểu vòng ở trong nội tủy thì mình biết rằng đây là một cái on chondroma, có nghĩa rằng là một cái u sụn mà nó thể ở trong tủy, thì có thể là lành tính hoặc có thể ác tính, mà mình biết cái này là nó là một cái u nhóm tạo sụn, nó không phải là tạo xương nữa ha. Nó rất là đơn giản đúng không mấy bạn? Còn hoặc là nếu mà nó ra dạng kính mờ vậy, mình thấy kính mờ nó giống như một cái kính mà ở những cái chỗ, thí dụ như nhà tắm là người ta sử dụng cái kính mờ nhiều nhất, mình nhìn thấy bên trong nhưng mà nó không thấy rõ, nó mờ là do cái mặt kính nó được chà nhám. Thì trên phim X-quang là những cái loạn sản sợi, ta cũng sẽ thấy cái dạng kính mờ như thế. Thì tại sao ra kính mờ? Thì người ta thấy đối với hình ảnh kính mờ là người ta biết rằng loại tổn thương này nó vừa tạo ra mô xương non. Mô xương non đó, nó không có ngắm khoáng hết nên nó tạo ra những cái ngắm khoáng mờ mờ thôi, và những cái chỗ hủy xương đi kèm theo thì nó sẽ tạo thành hình ảnh là hủy rõ hơn là do mô sợi nó tạo ra. Thì như thế mình chỉ cần nhìn thấy cái hình ảnh đó thì mình biết rằng mô học này là một cái fibrous dysplasia và loạn sản sợi. Hoặc là nếu mà mình nhìn thấy cái chất nền mà nó thấu quang, nhưng mà thấu quang theo cái kiểu một cái vải mà nó theo cái sọc, mà sọc theo của cái vải nhung á, đây là corduroy á, thì nó điển hình của một cái u mạch máu mà mình nhìn thấy cột sống ở đây, mình nhìn cái hình rất là đẹp, nó tạo thành cái sọc như là sọc vải ở bên dưới đúng không các bạn? Thì mình nhìn thấy vậy là mình nhìn tổn thương ở cột sống, hủy xương theo kiểu sọc vải vậy, thì mình biết đây là bú mạch máu. Tại vì cái cơ chế mà nó ra sọc vải vậy là mình do cái lưu lượng máu nó cái lưu lượng máu nó tới mạnh, nó làm xói mòn, nó làm tiêu xương đi, mà nó tiêu xương theo cái kiểu từng cái sọc như thế này. Hoặc là hủy xương nhưng mà nó giống như hình ảnh đứa bé nó thổi cái trò chơi thổi gì đó, này là thổi, mình mua cái nó mình thổi ra cái bong bóng bay 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 lên rất là đẹp. Thì mình thấy ở trong đây cái tổn thương này nhưng mà nó có tổn thương hủy xương lớn là kiểu khối phình bỏ xương ra, và nó ở trong nó có nhiều cái bọc nhỏ 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 nhỏ. Nếu mình nhìn kỹ thì đây mình biết chắc là này là một cái sang thương dạng bọc mà nó phình ra ở tổn thương về, thì mình biết đây là một cái gọi là bọc phình mạch xương, hoặc là một cái sạc cơm tạo xương mà dạng giả bọc phình mạch. Thì thành ra cái hình ảnh nó đã cư trú cho mình rất là nhiều rồi. Hoặc là nếu mà mình hủy xương nhiều nơi, hủy xương nhiều nơi, mình nhìn thấy đây hủy xương mà nó lại sao các bạn? Đâu có, anh này không hủy xương mà nó tổn thương xương nhiều nơi. Mình nhìn thấy xương chậu tổn thương hết trơn, xương đùi cũng tổn thương, cổ xương đùi tổn thương, rồi cành mu rồi ụ ngồi tổn thương hết. Đây là một bệnh nhân mà tổn thương nó kiểu dạng tăng tăng cản quan, sơ hóa, ta gọi là sơ hóa. Thì đây là một bệnh nhân sau này thì mình biết rằng bệnh nhân này, bệnh nhân nữ 43 tuổi ở thời điểm đó thôi, và họ bị bệnh nhân bị ung thư vú. Ung thư vú nó di căn xương theo kiểu tăng tạo xương. Ở bên đây hình ảnh một cái khác thì nó cũng tổn thương xương nhiều nơi, và nó là một hình ảnh lymphoma. Thì thật sự tổn thương xương nhiều nơi thì các bạn chỉ thấy nếu mà lành tính, nhất là viêm là nó có thể tổn thương nhiều nơi. Thứ hai nữa là ví dụ ở con nít nó có thể là những cái bệnh mô bào lân sạc hăng, còn ví dụ người lớn trên 40 tuổi nó chỉ còn có hai cái là có thể coi thôi, di căn hoặc là lymphoma thôi ha. Thành ra nó đơn giản như thế. Thì các bạn sẽ thấy rằng nếu bú nguyên phát thì nó thường là đơn ổ, ngược lại là thứ phát nó sẽ đa ổ. Đây một cái hình ảnh carcinoma tế bào nhẫn di căn xương, thì mình thấy nó di căn vô cái vùng ở trong cái ống tủy, và nó mình nhìn thấy nó gelatinous rất là nhiều, nó nhầy, nhìn nó
ha, thì hình ảnh là một cái carcinoma tế bào nhiễm nhuộm BAS rất là đẹp, và bệnh có làm cái hợp tu 3 cộng, thì người ta cũng khuyến cáo mình là đừng quên khảo sát trên để mà mình điều trị cá thể hóa, và nó có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân, chứ không phải là giống như hồi xưa mà di căn là nó gọi là một án tử. Thì dĩ nhiên nó là xấu, nhưng mà sau này nó sẽ có những cái tiến bộ về y học sẽ giúp cho cái tiên lượng nó tốt hơn. Về kích thước u thì kích thước u các bạn sẽ thấy nó có những cái điều rất là lạ đối với vú xương. Thì thí dụ như giờ mình nhìn thấy cái đầu dòng thứ nhất là cùng một cái dạng mô học, nhưng mà nếu mà mình nhìn tổn thương ở cổ xương đùi đi, tổn thương này nó nhỏ 1,5 cm thì người ta gọi là osteoma, là bú xương, osteoma là gì đó, bú xương dạng xương, bú làm xương dạng xương. Còn nếu như mà nó lớn hơn 1,5 cm thì lúc đó người ta gọi là osteoblastoma. Nó hình dung nó nôm na như thế. Rồi mình thấy ở cũng đầu trên xương cánh tay như thế này, nhìn nó đều là cảnh quan, mà cái kiểu thí dụ như đang này là lấm tấm, thì mình biết rằng này đây là bú sụn. Bên đây cũng vậy, tương tự mình thấy nó cũng có cảnh quan dạng lấm tấm, dạng vòng độ vân vân, thì mình biết chắc chắn đây là một cái bú sụn rồi. Thì nếu như mà kích thước ở xương dài, nếu kích thước tổn thương nó nhỏ từ 1-2 cm thì thường là bú lành, nhưng mà nếu mà trên 4 cm, 4-5 cm thì coi chừng mình đọc lành tính là có vấn đề, mặc dù mô học của sạc cơm sụn mà bị hóa rõ, cực kỳ lành tính, không rất khó phân biệt với một cái bú lành sụn. Do đó cái kích thước nó sẽ giúp cho mình định hướng, ví dụ như giờ mình nói bú sụn lành nhưng mà kích thước nó 6-7 cm thì coi chừng mình chẩn đoán đó là nó có vấn đề, hoặc là người ta lấy mẫu cho mình không đúng. Rồi mình coi cái vỏ xương và mô mềm như thế nào. Vỏ xương đó, các bạn chờ cái mình sạc pin đó nha. Vỏ xương thì mình thấy rằng nếu như mà bú xương mà nó tấn công, mà nó nằm ở trong tủy thì nó sẽ có xu hướng cũng giống như cái phản ứng màng xương rồi nãy, nó càng lớn lên thì cái mô xung quanh nó sẽ giàu mạch máu, thì nó sẽ làm hủy cái vỏ xương từ từ, và nó hủy riết nó sẽ lan rộng ra. Cái này mình sẽ thấy một cái tổn thương ở vùng đầu dưới xương quay, vị trí điển hình đầu dưới xương quay, tổn thương kiểu bản đồ giới hạn rõ làm thành mỏng vỏ xương, vùng chuyển tiếp là hẹp, thì đây là một cái vú đại bào xương điển hình. Nếu mình nhìn này, một bệnh nhân nữ tuổi khoảng 40 tuổi mà có cái hình ảnh vậy thì thật sự mô học chỉ là confirm lại thôi, cái mình nghĩ thôi, thì đây là nó một cái tổn thương tủy, nó sẽ phá vỡ cái vỏ này, thường nó sẽ có khuynh hướng phá vỡ trong vú đại bào. Hoặc là ở mô mềm, nếu mà cái bú ác tính thường nó sẽ có sang thương về thủy tinh. Ví dụ mình thấy một đứa bé này, bệnh nhân này sạc cơm tạo xương ở cái vùng đầu thân và thân xương, thì cái mô mềm xung quanh mình sẽ thấy những cái tổn thương nó giống như là cái mô bú này. Ở phía sau cũng vậy. Đó là cái phần 80% để chẩn đoán một cái bú xương nó đã nằm ở như thế rồi. Thì như thế mình sẽ thấy mô bệnh học, mô bệnh học nó còn lại 20% thôi, 20%, các bạn nhớ nha, còn lại 20%. Nhưng mà 20% này mình cũng lấy một cái hình ảnh độc lam, chắc cái hình này rất là cũ nhưng mà mình nhìn thấy nó đẹp mà nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đây là cái gì? 20%, nhưng mà phải đọc là phải đọc với nhiều người cùng coi những cái lam đó, chứ mình nếu mà mình đọc một mình, mình chiêm nghiệm một mình cũng
cũng là ok, nhưng mà mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ không có tận dụng được những cái đầu của người khác. Và mình nghĩ rằng ví dụ cái hình này 20% này mà mỗi người 20% mà đưa cho 5 người kiểu vậy thì nó trở thành 100%. Mình mặc dù mình chỉ góp vốn có 20%, nhưng mà cái ca này mình được 100%. Thì mình nhắc đi nhắc lại các bạn nên hội chẩn, để mà mình tại vì mà hội chẩn sẽ giúp cho mình có nhiều cái ý khác nhau, ý và sẽ giúp cho mình tăng cái số 20% còn lại lên. Thì về mô học, mô bệnh học mình sẽ xem cái gì? Thì mình sẽ xem thực ra cái phần trên nó đã giải quyết cho mình rồi. Thì mô bệnh học người ta sẽ chia cái bú xương ra là loại bú xương mà tạo xương, bone forming, hoặc là cartilage forming, hoặc là fibrous tissue, hoặc là bú xương giant cell rich tumor, hay là bú xương mà giàu đại bào, hoặc là vascular. Nó rất là dễ. Thì nếu mà cartilage thì mình sẽ thấy nó có hai cái loại chính là chondroma hay là chondrosarcoma, hoặc là một cái chondroma osteosarcoma cũng có nữa. Thì mình sẽ xem tiếp. Thì giả sử mình nhìn đây, ở đây mình sẽ nói trước một cái tổn thương, bệnh nhân có một cái tổn thương, mình thấy người ta lấy một cái phần tư cái tổn thương ở đây, ở ngoài đây là mô xương xương đặc. Thì tổn thương có giới hạn rất là rõ, và tổn thương này nó setting cho một cái nền giàu mạch máu và có nhiều cái bè xương và có nguyên bào xương viền ở ngoài và nguyên bào xương tăng hoàn. Thì như cái hình ảnh này thì mình sẽ biết rằng đây là một cái kết hợp thêm hình ảnh học, thì mình biết đây là một cái osteoblastoma, bú nguyên bào xương. Nếu mà giả sử cái này tổn thương cột sống, cái cung bên của cột sống là osteoblastoma điển hình. Hình ảnh ở dưới mình cũng thấy nó setting trên một cái nền giàu mạch máu, cũng có những cái nguyên bào xương mà nó tạo xương non. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại cái hình bên đây thì mình thấy hình như là tế bào nó có cái gì đó bất thường đó. Thì vấn đề giả sử cái mô học này mình chỉ ngồi ở trong trong cái này mình suy nghĩ vậy thì ở đây cái nào lành cái nào ác tính, u gì đây. Thì ví dụ như giả sử nếu mà người nào mà ta đọc quen người ta favor về cái này, nhìn thấy cái mô nền giàu mạch máu quá đồ vân vân, thấy những cái bề xương, thấy nguyên bào xương, cái viền nguyên bào xương cao lên này chắc là bốn nguyên bào xương, thì đúng khi mít xoang nó là tổn thương cột sống giới hạn rõ ở cung bên ở nó không ở thân sống, thì đây là một cái osteoblastoma bú nguyên bào xương. Nhưng mà mình nhìn hình ảnh như thế này, nhưng mà tổn thương này nó nằm ở vùng metaphysic ha, đây là mình thấy còn đĩa sụn tăng trưởng. Metaphysic là tâm, có phản ứng màng xương, có tạo xương trắng nhỉ, thì đây là một cái sạc cơm tạo xương mà loại osteoplastic osteosarcoma, có nghĩa là sạc cơm tạo xương mà loại nguyên bào xương. Thì nó sẽ cho ra cái hình ảnh mimic với cái hình ảnh của một cái osteoblastoma. Thì dĩ nhiên ví dụ giả sử nếu mà mình có cái hình ảnh tế bào nó dị dạng, nhưng mà thật sự xin lỗi cái này dị dạng không đến mức mà mình dám khẳng định rằng cái này ô dị dạng quá, nó ác tính cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Nó không tới mức đó. Thì hình ảnh lâm sàng nó sẽ giúp cho mình distinguish hai cái này ra tốt hơn. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn cái hình này, bàn luận tí đi. Thì mình nhìn tổn thương này là tạo gì, u này tạo gì? Tạo sụn. Mình thấy sụn, từng cái ổ sụn, chất nền sụn rất là đẹp, đi từng ổ, ở trên đây từng ổ, từng ổ, từng cái phô si sụn. Nhưng mà cái hình kế bên đây, hình tiếp theo đây,
mình thấy cái fuzzy này hình như nó có vẻ nó infiltrate vô cái, nó infiltrate vô những cái trabecular, bone trabecular, là những cái bè xương. Thì coi chừng đây là một cái sạc cơm sụn, tại vì sạc cơm sụn mà bị hóa rõ đó, về mặt tế bào học nó không phân biệt được với một cái bú làm sụn đâu, mà ta phân biệt dựa vào cái chuyện nó xâm nhập bè xương, nó xâm nhập vô hệ HV như thế nào. Nhưng mà đúng là cái hình này thì cái hình mà nó xâm nhập vô vậy thì mình giúp cho mình nghĩ tới, nhưng mà ít ra mình phải cần có cái hình. Thì hình ở đây tổn thương này nó nằm ở xương ngón tay, là điển hình của một cái bú nội sụn. Còn đây tổn thương mình nhìn thấy hát canxi dạng dạng lấm tấm lấm tấm, hát canxi rất là rõ và nó nằm ở trong tủy. Thì cái này là nội tủy hay là một cái bú lành sụn nội tủy hay là một cái sạc cơm sụn? Thì mình nhìn thấy nữa, thêm nữa, hình như một cái vỏ xương ở bên nó có phản ứng này, xương nó đã bị ăn nham nhở rồi, thì nó sẽ tương thích với cái mô học bên đây, là cái mô xương nó cái mô bú nó xâm nhập vô những cái bè xương. Tuy nhiên giả sử mình nói nếu như một phẫu thuật viên họ không biết cách lấy, họ lấy một cái vùng nào đó nó chỉ ra mô sụn không, mà mình không bắt được, không mình không có bắt được cái hình ảnh là nó xâm nhập thì sao? Thì như thế cũng quay lại là cái tumor bo, thậm chí tumor bo người ta còn gợi ý là khi mình làm việc đó, ta gợi ý là anh phẫu thuật viên anh nên sinh thiết vô chỗ này nè, chứ không phải anh muốn sinh thiết chỗ nào cũng được. Thì vậy tóm lại là mình thấy phía trước cũng phải cần hình ảnh học, phải cần tumor bo, tới đây cũng tiếp tục tumor bo. Rồi bây giờ mình tới đây, tổn thương này là gì? Cũng hai cái, nó cũng là một cái chuyện tổn thương tạo sụn đó. Và mình thí dụ như mình nhìn hình ảnh này, mình thấy sụn này bắt đầu to nhỏ không đều, hạt nhân đồ rõ, và mình nó không tạo thành những cái kiểu fuzzy rõ nữa. Thì mình nhìn thấy cái này, mình với hình ảnh này nhìn quen thì mình thấy ổ này gì chắc là ác tính rồi. Nhưng mà cái này sạc cơm sụn hay là sạc cơm tạo xương dạng tạo sụn? Thì nếu mà ai tin tin ý, người ta sẽ nhìn thấy cái tiếp, phân tích tiếp cái phía trên thì thấy có vùng nó màu hồng 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 đây, và đây là một cái dạng osteoid, là chất dạng xương. Thì và cái đại thể đây nó có vùng mô sụn, có vùng mô khác nữa. Thì như thế, cái này là mình hình ảnh này mình lấy trên web app nha mấy chị, thì nó sẽ là đáng tin cậy. Thì một cái ở dưới đây thì nó ra mô sụn không, thì như thế thì mình nghĩ ra một cái sạc cơm ở dưới là một cái sạc cơm sụn, nhưng mà nó vì nó tạo ra mô sụn nhiều quá nên mình dễ bị lầm. Thì như thế mình phải cần thêm cái hình X-quang. X-quang thì ở trên đây là mình thấy một cái sạc cơm tạo xương xương mát, tam giác Cotman rất là đẹp. Cái tam giác Cotman này lên và trên một cái bộ xương gọi là immature bone, có nghĩa là bộ xương chưa trưởng thành, thì và nằm ở vùng đầu thân xương metaphysis, tam giác Cotman, và nó tạo ra mô sụn vậy. Thì nó là một cái chondroplastic osteosarcoma, là sạc cơm tạo xương loại nguyên bào sụn. Còn đây mình nhìn thấy nó tổn thương nó dạng tạo sụn rõ, nó dạng ngấm canxi rõ, thì nó là một cái sạc cơm sụn. Tóm lại nó vẫn phải có thêm cái hình ảnh cái xoang đi kèm. Rồi tới cái vi thể mình nhìn thấy, tới cái nhóm bú mà thường gặp nữa là cái nhóm bú giàu đại bào đi, thì mình thấy tổn thương đây, bệnh nhân này là một cái người, bệnh nhân này là những 50 tuổi hay sao đó. Mình, đây là cái vết mẫu sinh thiết này. Mình thấy bà để tới cái chân nó to tới cỡ vậy nè. Thì khi mà mình chụp cái phim lên thì thấy gần như là cái vùng đầu xương, đầu trên xương chày này nó hủy xương, nó giới hạn, nó gọi là geographic, nhưng mà nó phình vỏ xương hết, là mình nhìn thấy không rõ vỏ xương nữa. Và ca này
mình phẫu thuật đoạn chi vì nó lớn quá, thì mình nhìn thấy mô vú màu vàng màu vàng trên vi thể, thì vi thể của cái ca đó, vi thể ca này thì mình thấy nhiều đại bào, nhiều đại bào. Như thế thì đối với cái này là cơm sườn, hình ảnh rõ, vi thể rõ, bú đại bào vào đại bào, bú đại bào xương, như thế. Nhưng mà có phải là cái khác thì sao? Ví dụ như trường hợp này mình thấy cũng là tổn thương đại bào, nhưng mà nó tạo thành những cái hồ máu ở đâu đó, một hồ ở đây, hai hồ, ba hồ máu ở dưới đây cũng vậy, tổn thương đại bào có thêm cái hồ máu. Vậy thì cái tổn thương này mình hình dung rằng đại thể nó sẽ là tình bọc, và nó có nó tạo ra những cái bọc, nó ngăn cách với nhau là những cái vách, và trên cái vách là rất là nhiều đại bào. Vậy thì khác nhau chỗ nào? Thì khác nhau nhìn đập vào mắt mình đó, thì mình thấy rằng đó, là cái hình ở dưới hình như là có nhiều chỗ đậm hơn. Thì cái này có thể là nhân tăng sắc. Nhưng mà nó là cái gì vậy? Vậy thì mình dám nhìn cái hình dưới để mình chẩn đoán là cái gì không? Nhìn ở trên chẩn đoán là cái gì hay không? Bú đại bào hay không? Hay là một cái bọc bọc phình mạch xương? Ở dưới đây cũng vậy. Vậy thì mình cần kết hợp thêm. Thì đây một cái hình ảnh tổn thương tạo bọc. Và trên cái đại thể mình cũng sẽ, trên cái hình ảnh mình sẽ thấy là nó nhiều bọc và tổn thương tạo bọc, và các bọc này được lót bởi một cái vách giàu đại bào và có nhiều hemosiderin trong này. Khác ở dưới đây mình thấy cũng là ra cái bọc, nhưng mà tế bào lót bọc này nó không phải đại bào hiền hòa mà đẹp đẽ gì, tế bào nó gì vậy? Thì qua cái hình ảnh đại thể nó cũng thấy nhiều xuất huyết hoại tử hơn, cái màu nó nhìn mà thấy lo ngại cả ha. Thì trên phim thì thôi rồi, lỡ mơ rồi. Thì đây là một cái sạch cơm tạo xương mà dạng gọi là ABC line, là aneurysmal bone cyst like osteosarcoma, là một cái sạch cơm tạo xương loại giãn mạch. Nãy giờ cuối cùng mình thấy là nó đều có cái công thức là phải đi coi phim X quang, phải đi coi phim X quang. Rồi tới một cái bú xương loại tạo sợi, rồi nãy giờ mình qua mấy cái nhóm bú mà dễ gặp, dễ thường gặp ha. Thì mình thấy ở đây cái hình nãy mình cũng gặp là gồm có mô setting một cái nền mô sợi rất là nhiều bè xương, rồi mà nó sắp xếp không theo đường sức, nó sắp xếp ngang dọc khác nhau, và nó có cái chỗ thì hình chữ C, có chỗ thì nó ra giống như người ta gọi là Chinese character, là những hình chữ tàu. Khi mình coi là những cái phiến xương này nó không có đường liền nguyên bộ xương. Vậy hình phía dưới là cái gì? Phía dưới tổn thương này nó cũng giống vậy, cũng có mô sợi, cũng có những bè xương, nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình thấy cái bè xương ở trên đó, nó sắp xếp không có hình chữ C, uống là tích thằng nằm thành nằm dọc, thằng nằm nghiêng, nhưng mà ở dưới nó có vẻ streaming, nó theo một cái parallel với nhau, nó streaming với nhau, nó đi theo một cái chiều nhất định. Và mình nhìn kỹ thì tế bào sợi này nó tương đối là đồng dạng, nhưng mà tế bào sợi bên đây thấy có vấn đề mô học và đại thể không có phân biệt được. Nhưng mà khi mình coi cái phim ở đây loạn sản sợi điển hình, hủy xương dạng kính mờ, tổn thương ở hết nguyên một cái xương cánh tay, còn đây nó bị che rồi. Mình thấy tổn thương ở vùng đầu thân và thân xương, làm phình cái xương ra, rồi nó dạng giống như dạng từng sọc 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 vậy nè. Thì mình nhìn này mình nghĩ tới sợi, và đây là một cái, xin lỗi chưa sửa, đây là một cái sạc cơm tạo xương nội tủy độ áp thấp. Ở trên là một đoạn sản sợi, ở dưới là một cái sạc cơm tạo xương nội tủy độ áp thấp. Nên cái
khi mà chẩn đoán sarcom loạn sản sợi, luôn luôn người ta nói rằng mình phải phân biệt với một cái sarcom nội tủy độ thấp, tại hai cái đều nội tủy và mô học nó giống giống nhau. À, thực sự thì nếu mà nói mô học á, mình để hai hình mình so sánh được, chứ còn mình bóc ra mình đọc không rất là confused. Thì như thế cái phim nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cái chẩn đoán. À, xin lỗi chỗ này là ghi sai nha, ở dưới là một cái sarcom tạo xương nội tủy độ ác thấp. Rồi thì đó mô giải phẫu bệnh trên vi thể mình coi có nhiêu đó, cơm sườn nhẹ nhàng ha. Rồi tới cái kết quả giải phẫu bệnh của bốn xương nguyên phát, mình phải nói cái gì, mình phải nói loại bú là chắc chắn. Rồi mình nói độ của mô học của bú, mình mô tả vi thể, mình nói về hại tử bú. Hại tử bú cực kỳ quan trọng đối với những cái sarcom tạo xương mà sau hóa trị và sự lan rộng từ tình trạng machine đồ, mấy này mấy bạn biết rồi ha. À, đối với bú xương thì người ta ít nói về hóa mô miễn dịch, tại vì nó không có cái nhiều cái giá trị trong chẩn đoán. Nhưng mà sinh học phân tử thì có. Bản thân mình ít sử dụng cái này nên mình không có nhiều cái kinh nghiệm để mà chia sẻ. Thì đối với cái sạc cơm xương thì mình nhìn thấy một cái sạc cơm xương nó có nhiều độ, thí dụ như sạc cơm độ nội tủy nè, central nè, low ray osteosarcoma, sạc cơm nội tủy độ thấp grade 1. Nhưng mà cùng là sạc cơm tạo xương thì nó là conventional là quy ước, hoặc là chân lăng diastatic là hay là small cell là độ ác cao. Như thế mình cũng chẩn đoán sạc cơm tạo xương, mình cũng không thể nào mình chỉ nói là sạc cơm tạo xương không là đủ, tại vì cái ráp khác nhau. Ví dụ như sạc cơm tạo xương nội tủy độ ác thấp, người ta không có chỉ định hóa trị. Còn mấy cái này sạc cơm tạo xương mà độ ác cao thì phải hóa trị. Cũng giống như nếu mà giả sử là sạc cơm tạo xương mà dạng tạo sụn chondroplastic osteosarcoma là phải hóa trị. Nhưng mà chondrosarcoma thì người ta không có chỉ định hóa trị. Đó là một cái nhìn phổ quát. Thì mình thấy osteosarcoma nó sạc cơm tạo xương. Nhưng mà nó vẫn có cái low ray vậy, chứ đâu phải cái nào cũng high ray. Thành ra nó có nhiều trường hợp sạc cơm tạo xương mà nó low ray thì mình điều trị nó tốt, chứ không hẳn là chỉ là bích tường một đứa trẻ nào đó. Còn về cái mình đánh giá cái hoại tử, mình đánh giá hoại tử rất là quan trọng. Thì hy vọng là sau này sẽ có, nếu mà bệnh viện Đại học Y Dược mà có triển khai những cái bảo tồn chi á, thì các bạn nội trú sau này sẽ được có trang bị, mình sẽ cắt lọc, thì mình cắt lọc một cái bệnh phẩm mà bú xương mà để mình đánh giá hoại tử, mình phải giống như đây là thửa ruộng vậy đó. Mình phải có dân nhà giàu phải có phải 30-60 cái thửa ruộng thì mình mới tính tới cái chuyện là tính cái hoại tử do hóa trị. Và cái hoại tử này mình phải đánh giá bằng vi thể, chứ mình không được đánh giá bằng mắt thường. Không được phẫu thuật viên nói rằng cái này hoại tử rồi, đáp ứng tốt hóa trị quá, không phải. Mà nó là trên vi thể. Và nó đánh giá tốt là khi 90% mô bú được hoại tử. Thì đây là một cái hình ảnh cắt ngang qua, người ta chứng minh rằng là loại này có 40% mô bú hoại tử. Và mình thấy hoại tử là những cái cấp hoại tử là gì? Hoại tử đông, tế bào vú nó là coagulatory necrosis, hoặc là tumor necrosis, hoặc là những cái nó sơ hóa, nó đặt xương lên thế này. Thì đây là cái mô đáp ứng với hóa trị. Thì khi mà mình thấy hoại tử, cái tỷ lệ hoại tử kết hợp thêm cái bờ diễn cắt nữa, thì nó liên quan với tiên lượng rõ nét ha. Thì nếu mà ai quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về đặc tính tự nhiên của một cái sạc cơm tạo xương thì như thế nào. Thì đặc tính tự nhiên của sạc cơm tạo xương thì mình thấy đầu tiên đó là tính không đồng nhất. Thì mô xương nó có thể có vùng nó là ác tính cao, có vùng là low ray trên một cái bú xương. Do đó mình nhắc lại nữa là nó phải có một cái tumor bore
Ví dụ như hình ảnh học, người ta nghĩ cái chỗ này là ở phía chỗ này là high ray nè, còn chỗ này là low ray nè. Nếu mà anh đi vô low ray thì người ta đọc lên low ray chẳng hạn thì có thể không có chỉ định hóa trị, hay là nó ảnh hưởng tới cái chuyện về cái chiến lược điều trị. Do đó nó cần ngay cả sinh thiết đã là cần có siêu mô bò. Rồi mình thấy một cái bú xương, thì mình nhìn thấy ở đây tổn thương một cái bú xương ở đây. Tuy nhiên cái vùng phản ứng bên đây nó rất là một cái mình quan tâm, nó có sang thương vệ tinh. Thì sang thương vệ tinh rồi, đặc biệt bú xương thì nó có một cái kiểu mà người ta gọi là skip lesion hay là skip metastasis, thì nó sẽ spread tế bào, nó đi theo cái khoang tủy nó lên một cái chỗ khác. Nhưng mà nếu mà cái tế bào này nó đi xuống đây thì có nghĩa là đi qua một khớp, thì người ta gọi đó là một cái metastasis, chứ người ta không gọi là skip lesion nữa. Skip lesion là nó phải trong một khoang. Ở đây một cái trường hợp hồi nãy mình thấy đứa bé mà mình minh họa, nó có cái gọi là soft involvement, soft tissue involvement, thì một cái sạc cơm tạo xương đây rất là rõ ha. Tuy nhiên mới đầu mình dự định là mình nghĩ rằng đứa này mình, nếu mà điều trị mình sẽ cắt chỗ này thôi, nhưng mà có ai tin ý không? Mình thấy chết cha nó nằm trên đây, tổn thương ở đây nó nhảy đến đây, thì đây là một cái tổn thương nhảy gốc và nó cũng thường gặp đối với một cái trong cái sạch cơm tạo xương. Do đó thí dụ mình khảo sát ấy, mình phải nhìn toàn diện ha, và đôi lúc mình phải chụp MRI để mình coi có nó có cái tổn thương phía trên hay không. Ngoài ra thì người ta nói rằng là cái tỷ lệ mà cái chẩn đoán ban đầu á, tới gặp đầu tiên một cái sạch cơm tạo xương thì cái tỷ lệ di căn phổi nó rất là cao, nó di căn trùng với cái thời điểm mình phát hiện bệnh ấy. Mình không nhớ mấy chục phần trăm thì quên rồi, nhưng mà cái tỷ lệ nó cao. Do đó cái loại sang thương này, cái loại bú này nó đòi hỏi tốc độ chẩn đoán rất là, mình thấy chẩn đoán rất là nhanh. Tại vì thực tế nó có rất là nhiều bệnh nhân mình mới gặp ngày hôm nay, mình mới thăm bệnh đó hôm nay, ngày mai sáng vô mình thấy nó to ra, là mình phải làm gấp phẫu thuật, gọi là bỏ cái chi nó luôn trước khi mà mình hóa trị đồ vân vân. Nhưng mà mình tưởng là cứu tính mạng nó được, xong là nó ngày vài bữa sau mình vô mình thấy nó thất điều tiểu não, nó ngồi nó không yên, rồi cuối cùng nó di căn. Có nghĩa rằng nó diễn tiến nó cực kỳ nhanh. Và ngày hôm qua mình khi mà nói chuyện về cái bo về body trong cái điều trị ung bú xương á, thì mình thấy giả sử có một cái nơi mà giả sử Nhi Đồng gửi cho mình, họ nói gửi yên tâm là tối thiểu phải sau 10 ngày mới có kết quả. Thì đối với trường hợp này, nếu như mà giả sử sau 10 ngày thì cái cơ hội của để mà mình cứu đứa bé nó không còn nữa, nó ít đi rất là nhiều rồi. Thì làm ra cái này là nó phải cực kỳ nhanh, chẩn đoán phải nói là phải làm nhanh, chứ mình không có chần chừ mà không có ngâm được. Nếu mà ngâm là coi như là tới lúc mình chẩn đoán xong thì đứa bé nó cũng xong. Thì đó là một cái thông điệp mà mình muốn nhắn tới các bạn. Rồi phân giai đoạn thì mình thấy phân giai đoạn của bú xương nó cũng khác những cái phân giai đoạn khác. Tại vì phân giai đoạn bú xương nó còn tính theo grad mô học. Ví dụ như là cái grad mô học mà nó là grad cao và nó ra ngoài khoang là nó nhảy lên 2B liền. Hoặc là không cần biết mà chỉ có di căn xa thì nó là giai đoạn 3. Thì đây là một trường hợp mình thấy tổn thương sạc cơm tạo xương ở đầu thân. Tụi em thấy nó rõ ràng là có cái đĩa sụn tiếp hợp đầu xương đây, vùng metaphysic. Nó tổn thương vừa là tạo xương vừa là hủy xương. Thì tương ứng cái hình ảnh trên đại thể nó cũng rõ ràng, nó mô bú rõ ràng. Nhưng mà mình thấy nó có vẻ nó còn localize
ở trong cái compartment là cái mô tủy của nó, cái khoang tủy của nó. Đã này mình cắt rộng nó ra, kéo cái Elisarov để kéo nó lên. Các bạn thấy có một cái viền cắt cái xương dưới đây không? Mỗi ngày mình kéo từ từ tới lúc hợp lông. Hợp lông rồi mình hàn khớp ở đây nè. Đó là cách trị với điều kiện là mình không có cái mega prosthesis. Nếu mà có mega prosthesis thì mấy cái này mình điều trị và mình thay khớp cho đứa bé luôn. Và thay khớp nè, cái mega prosthesis có mấy cái mà nó mấy đứa bé nó có khả năng nó lớn nữa đó. Thành ra cái mega prosthesis người ta thiết kế nó có thể làm cái tăng đưa, tăng giảm cái chiều theo chiều dài luôn. Thì đó là những cái mà chia sẻ với các bạn. Một cái trường hợp khác thì nó một cái sạc cơm tạo xương là tâm, là ở vùng metaphysics là tâm, và nó có cái sang thương ra bên ngoài rất là nhiều. Trên đại thể mình cũng thấy vậy. Nó ra ra ngoài khoang và nó là sạch cơm tạo xương quy ước, nên nó là giai đoạn 2B. Và cái trường hợp này mình cũng cắt rộng ra được, mình dùng cái phẫu thuật Enokin, mình chẻ nửa cái xương ra, mình đóng một cái đinh nội tủy, mình chẻ xương ra, mình đắp vô đây, mình lấy cái xương bên đầu chậu rồi xương bên đối diện mình đem qua để mình đắp. Và đây là một những cái phẫu thuật nó rất là tàn phá, nó thời gian hồi phục rất là lâu. Nếu mà mình thấy những cái đứa bé này, những cái người này, thì có nhiều đứa nó mang cái lòng, nó mang cái lòng Elisarov hay là những cái hàng khớp gì là đau đớn gì, nhưng mà một thời gian nó có thể tái phát, nó thể di căn rồi vân vân. Thì ý mình nói đây là một cái điều trị nó cũng là tàn phá, tàn phá về thể chất cũng như là cái về tinh thần của bệnh nhân, là nó cần một cái sự phối hợp để mà mình chẩn đoán sớm, mình có cái điều trị sớm, và điều trị phải là đúng cái chuyên khoa. Chứ tại vì ngay cả sinh thiết mà sinh thiết sai nó cũng gây ảnh hưởng tới bảo tồn chi sau này. Tại vì cái người sinh thiết nó phải là người mổ sau này để người ta biết là người ta sẽ đi qua cái khoang sinh thiết như thế nào, để người ta cắt bỏ cái khoang sinh thiết loại từ tế bào bú ra. Thì ở đây là cái hình ảnh để thư giãn tí xíu, nãy giờ quá nhiều kiến thức đúng không? Cái phim này là The Land Before Time, không biết dịch sao. Thì mấy anh khủng long nhìn mặt rất là mắc cười ha. Thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là bệnh nhân sạc cơm xương đầu tiên đó là chú khủng long có sừng, 76 triệu năm tuổi. Đây là cái hình ảnh đây, là mình thấy được đăng trên rất là uy tín, đó là tạp chí Lancet Oncology. Tới đây nó còn cái phần cách xử lý bệnh thẩm xương rồi vân vân, thì thôi chắc là nhiều nhiều quá rồi ha. Thì mình thảo luận đi, nếu mà mình muốn tiếp tục nữa thì mình tiếp tục, còn bây giờ mình thảo luận ha. Chắc là